Vì sao mà chúng ta chưa giảm được tối đa chi phí trong chăn nuôi? Xin chào tất cả mọi người, tôi là Đô Ba Hùng. Thông thường bạn nuôi gà, nuôi vịt, nuôi ngan để giúp chúng mau lớn, lông mã bóng đẹp thì bạn thường sử dụng các cái sản phẩm thức ăn bổ sung như là đạm cá hay dịch chuồn quế hay là các cái sản phẩm bổ sung axit amin, vitamin và khoáng rồi men tiêu hóa sống nữa. Điều này dẫn tới chi phí lớn mà đôi khi cái kết quả lại không được như mong muốn. Xin giới thiệu với mọi người siêu phẩm siêu tăng tốc vô béo. Với thành phần đạm cá được thủy phân bởi các cái chủng vi sinh hữu ích, đồng thời bổ sung thêm 20 loại axit amin, 5 nguyên tố vi lượng thiết yếu, thêm đầy đủ các cái loại vitamin và đầy đủ các loại khoáng chất cần thiết. Chỉ với một chai siêu tăng tốc vô béo này, nó đã cung cấp đầy đủ dinh dưỡng bổ sung cho gà, vịt, ngan. Khi sử dụng siêu tăng tốc vô béo cho gà, vịt, ngan thì chúng sẽ tích cơ thịt, giúp tăng trọng nhanh, không tích nước, không tích mỡ, giúp lông mã bóng mượt, kích thích mọc lông, chống cắn mổ, giúp xuất bán nhanh hơn 10 ngày so với bình thường, giúp cho con gà có cảm giác già gà hơn, xuất bán được giá hơn. Cái điều đặc biệt khi sử dụng cái siêu tăng tốc vô béo này, nó sẽ giúp cho bà con là giảm FCA, trung bình đối với 10.000 con gà sẽ tiết kiệm được từ 1 đến 3 tấn cám. Hơn thế nữa, khi sử dụng cái siêu tăng tốc này thì cái dinh dưỡng, nhất là chất đạm sẽ được hấp thu nhanh và triệt để, cho nên nó sẽ hạn chế tình trạng gà vịt ngan bị viêm ruột. Vì vậy là độc trùng nuôi sẽ được hạn chế tối đa, ngăn ngừa các cái tình trạng gà bị hen kẹt do khí độc trùng nuôi cao. Cái điều tuyệt vời hơn nữa đó là cái giá thành của cái sản phẩm siêu tăng tốc vô béo này chưa đến 200.000. Đây là giải pháp dinh dưỡng bổ sung hàng đầu giúp cho bà con tăng năng suất chăn nuôi, giảm chi phí trong chăn nuôi, thay thế mọi loại thuốc bổ khác để bổ sung cho đàn gà, đàn vịt và đàn ngan. Bà con hãy sử dụng để trải nghiệm ngay sản phẩm này nhé. Xin cảm ơn bà con đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.